Xin em hãy cho tôi, xin anh hãy thương người, cho nhau chút thương yêu để đừng gây oan trái. Xin đem đến bên nhau, chia sẻ những lo âu, giang tay giúp nhau lâu, nâng đỡ nhau thật lòng. Ngày anh em đến thế gian, hỏi anh em có chi không? Ngày mai anh em lìa đời, hỏi ta mang theo được gì? Cho nhau những yêu thương, chia sẻ những khổ đau, ta đem tâm từ thiện dẹp tan bao nhiêu muộn phiền. Yêu thương sẽ cho ta đem hạnh phúc cho đời, ta luôn sống yêu thương để tìm ra chân lý. Xin hãy đến bên nhau, chia sẻ những lo âu, xin hãy biết thương nhau, xin sẽ chia tình người. Hỏi anh em có chi không? Ngày mai anh em lìa đời, hỏi ta mang theo được gì? Cho nhau những yêu thương, chia sẻ những khổ đau, ta đem tâm từ thiện dẹp tan bao nhiêu muộn phiền. Thương sẽ cho ta đem hạnh phúc cho đời, ta luôn sống yêu thương để tìm ra chân lý. Xin hãy đến bên nhau, chia sẻ những lo âu, xin hãy biết sẻ chia, xin sẽ chia tình người, xin sẽ chia cuộc đời, xin sẽ chia một đời, xin sẽ chia cuộc đời, xin sẽ chia cuộc đời. Như lai ngự ẩn
lại mẹ xa chúng sanh. Tiền sinh Phật tánh nghiệp an lành, nhân sinh hòa nhập Như Lai tánh, thế giới thanh bình đại đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên trung đạo cảm ơn công đức của thầy trụ trì ở phổ Thiện Hòa, của chư tôn đức tăng hầu đàn, cảm ơn công đức có thể đầy đủ Phật tử hiện tiền trước đàn tràng tâm thầy niệm. Trung đạo cầu xin chư Phật mười phương gia hộ cho chư tôn đức tăng thầy phổ Thiện Hòa cùng chư tôn đức tăng hầu đàn, tất cả cũng đầy đủ Phật tử hiện tiền cùng gia đình luôn luôn được thân khỏe tâm an, trí tuệ sáng suốt học đạo tinh tấn Bồ Đề Tâm kiên cố tự giác giác tha giác hành viên mãn, để làm lời lạc cho cứu hiện thất tổ ông bà nội ngoại hai bên của mình, tất cả các loại vong linh cô hồn uổng tử khắp nơi. Tề tụ nơi đây rất là đông, trung đạo mong rằng huynh đệ phải biết kính trọng tôn trọng những người xung quanh, tắt tất cả các điện thoại mình đang dùng trong cái thời lễ, không nghe được nghe tiếng điện thoại. Mình đã tắt hết chưa? Nếu điện thoại mình đệ nào mà reng lên đó, chúng là sẽ đuổi người này ra trước mặt mọi người và nói nặng ráng chịu đó, để mình bất kính với tất cả các vị hiện tiền, bất kính chư tôn đức tăng, bất kính tất cả vong linh linh âm linh, trong đó có ông bà cha mẹ của mình. Chúng đạo sẵn sàng sẽ đuổi người đó ra trước mặt mọi người, chứ đừng có nói là tại sao chúng đạo thẳng thắn như vậy. Cảm niệm công đức người này lắng nghe, đồng thời khi chúng ta làm đại lễ tam thời niệm, tất cả vong linh linh âm linh chung quanh đây chỉ cần cái lòng thương của mình, cái lòng từ bi của mình ban rải ra. Trong lúc mà chư tôn đức tăng tụng niệm, huynh đệ theo là theo tiếng mõ, tiếng chuông của các ngài, không được đọc quá nhanh hoặc là không được chậm, lấy cái hơi thiệt nhiều đọc mạnh mẽ hơn, lúc đọc phải nghĩ tưởng đến quyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ. Các vị chỉ chờ mong tình thương của con cháu mà thôi, mong rằng huynh đệ hiểu được ý của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh. Lữ hương xả nhiệt khắp giới mong muốn, chớ bằng hải hội tâm nhiều dân, tỳ sơ kiên tường dân hành đi phương nam, chớ phát hiện toàn thân. Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tịnh độ thiên nhãn
vô ngài đà di tâm đà la ni nam mô a sa đà na đà 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 nam mô a di đà bà hô yến đế phật quan đà gia bồ đề tam 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 bồ đề đề ma văn na sa vê tăng bà tha đầu vô văn na đề dương tam ba tăng ca na ma bà già ma bà già bà đa đề ta na bà đô ê đô ca đề ca ca đi di đề ma bồ đề tăng bà tăng bà ra ma ra ma ê ma ê đề đa dân ngô lô ngô lô ê ma đô lô đô lô ba sa già đề ma ba sa già đề đa 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 đi 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 tam bà ca già già đa già đa ma ma ba ma ra bồ đề đề anh na anh na ca sa ma ra sa lời ba sa ba sa ma ra sa ya ho do ho do ma ra ho do ho do he di ta ra ra di ta di do 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 bồ đề na bồ đề sa bồ đề ya bồ đề ya ni ye di na na ra cầm di 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 sa di ra ta ya ma ra ta ma ra ta ya ya ta ma na thân na ya ta ma thân na dương nghệ thân na ya ya ta ma na ra cầm di ta ma ma ra 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 ta ma tăng đa bồ đề tam ma tăng đa ya tam ma ya di tăng đa ya tam ma ba ra mai tăng đa ya tam ma ra ra cầm đề tăng đa ya ya tam ma ma ba đề cầm đề đa ya tam ma mo a ra nam đa ra ra ya ya nam mo a di đà ba lo ni đề tăng đa ya tam ma tăng đi đô ma đa ra ba sa ya tam ma ni đô ni ya vô ngã ya di tăng đa ya ni nam mo a sa ra 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 ya ya Yeah.
Tất đầy là ta ba, tất đầy là ta ba, tất đầy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiến bằng quân bồ lăng tư như thị công đức ra như ngồi xa lai văn cường lạc quân đồ chúng sanh thánh giả giá thì a đề bà trí thì chúng ta hầu như sanh bồ sứ kỳ số thành ta phi thì bản sơ sở nhân di chi đạt khai dị bộ lượng vô biên ma thanh thì thiên sa lợi pháp chúng sanh văn già hùng đơn phát mười nguyện sanh đi quốc sở dị gia hà đắc giữ chư thị lại văn văn cả di tiêu thiện căn hướng đức nhân viên đang sanh bị quân xa lời văn điều thô thiện năng từ vì lưỡi nhân văn thiện viên bồ nên văn thiện ca di đà phật chấp trì danh hiệu nhật nhân 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 gì nhật nhật ta nhân nhật tứ nhật nhật hô nhân nhật lùng nhật nhật thất nhật nhật tâm bất lợi thì nhân lâm mai cũng thời ai di đà phật dự tứ thân tuân hiện tại kỳ tiêu thì nhân chúng tôi đang bất tiên đà tôi đang căn sanh nhớ di đà phật cực lạc quân ngộ xa lời văn nhà kiến thì lời tôi biết từ quân nhật hồ chúng sanh văn kỳ thiên trà thân về quân đội xa lại vẫn như ngà kim gia tăng tha mai di đà phật bất khả tư nghị công đức chí lợi đông phương diệu thù hoa sư về phật tu di tu phật đại tu di văn tu di văn phật diệu văn phật như thị đến ngàn ngàn sa số chư phật các cơ đề bồ tát quan trợ địa tâm biến phú tăng thiên đại thiên thế giờ biết thành việt môn dự đàn chúng sanh trước tín thị xưng tăng bất khả tư nghị công đơn nhân thị chư phật sơ hồ niệm kinh xa lợi phất nam phương thế giới hội diệu nguyện đăng phật chân văn quan phật đại diệu kim phật tu di đăng phật vô lượng tinh tận phật như thị đàn hằng ngàn sa số chư phật các cơ đề bồ tát quan trợ địa tâm biến phú tăng thiên đại thiên thế giờ biết thành việt môn dự đàn chúng sanh trước tín thị xưng tăng bất khả tư nghị công đơn nhân thị sơ hồ niệm kinh xa lợi phất tây phương thế giới vô lượng thọ và vô lượng tướng phật vô lượng càn phật đại quang phật ta minh phật bà tôn phật tịnh quang phật như thị đạt hằng ngày sa số chư phật các cơ vi quốc sức quang nhường thiện tương thiện ngũ tam thiên đại thiên thế giới thiên thành thiện quang như đại chúng sanh tương tư thi sinh tăng bất khả tư nghị không được diệt tiết chư phật giờ niệm kinh ra lời phật bắc phương thế giới vô diệt tiên phật tối thắc ấm phật an ở phật diệt sân phật bằng minh phật như thị đạt hằng ngày sa số chư phật quan nơi kỳ vô sức quang nhường thiện tướng biến ngũ tam thiên đại thiên thế giới thiên thành thiện quang như đại chúng sanh tương tư thi như tu di sanh phật như thị đặng hằng ngày sa số như phật các phước kỳ phật sơ quan đường đề cơ biến cụ tăng thiên đại thiên thế giới thiết thành điện ơn như lời chúng sanh cơ biến thị thường tăng tất cả cơ nghi công đức nhất thiết chư phật sơ hồ niệm kinh sa lời phật tu nguyện là bố nhân tu nhân thế giới phật sơ hồ niệm kinh sa lời văn giờ vô thiện năng từ niệm nữ nhân văn thì biết to đi giác cập văn như phật nhân giả thì như thiện năng từ niệm nữ nhân gia vi nhân thiện như phật chí sơ hồ niệm giai đăng tất khởi diệt ơi lá đầu đa la tham như các bồ đề thì cô xá lời phật dự đặt gia nhân tinh thần an như cầm như phật thời diệt xa lời phật dự tu nhân gì phát thì kiến phát thì ông mang đi như sinh nhớ ý ra phật cực già thì chế những đường ngày đặt phật tu chỉnh tu la lô ca la tâm như phật bồ đề ưu bi vấn đồ nhờ gì sanh dự kim sanh dự lương sanh thì cô xá lời phật chưa thiện năng tự thiện tự như nhờ cô tin giả ấp đúng pháp hồi sanh kỳ vấn đồ xá lời phật chưa ngà kim giả thức ta như phật bất khả tứ kỳ công đức kỳ như phật đại diện xung ta ngà bất khả tứ kỳ công đức kỳ tán thiện công thức ca bất kỳ phật năng nghi thần nhãn nghi hồng chi sư nhãn quý tán ba mức độ một trường hai tay kim trường 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 kim
mô đề tử đứng cái đạo kinh năng lưu đi pha lê hiếp thành tình bộ lâu cán dựng diện chứng thân lưu đi pha lê xa cửa sức châu mà nội yên nghiêm trúc chi kiện trung niệm hoa đại dưới xa lực thân sắc thân qua 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 thân sắc Cô bé con chưa
kiếp đi cũng là cầu xa đời con cần là cầu độ tâm vào chi pháp công đức tùy xuất mà kỳ trung trì để luận gì tiên xa vô đề nữ kiến giải đạo kiến văn lô đề pa đề hiệp thành thường thủ lâu các diệt diệt kiến ngắn lô đề pa đề sa cử sức châu nà nã di kiến sức chi kỳ trung đề hoa đại như sa luân thanh sắc thanh quan luân sắc thuần quan sức quan mặt sắc bạch quan di giờ hương kiệt xả đời bất tử là quân đô thành từ như thị quân đức quan đi luân xa đời bất tỳ bất quân đô từng đắc thiên nhãn quân tiên phi giờ luân thời vũ thiên mạng đà la hóa kỳ đồ trung thanh thường nhị thanh đại các vị đi kết thành chuẩn diệu hóa cung dưỡng tha phương bậc và ngất phật tu chi được thời ổn đa vương quốc bàn tục kinh hành xa lời phân cường là quân đô thành từ như thị công đức ra kim phụ tử xa lời phân đi quân từ ngũ trùng trùng nghi giờ tạp sắc chi điều mặt trời phần nước anh qua xa đời ca lên tân gia phần ngoài chi điều thì cho trung điều tôn gia lâu thời xuất tại nhà tham dương sơ tu căn đủ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần chư thì đẳng pháp kỳ đồ chung sanh văn thị âm dị giai tất niệm phần niệm bạc niệm tâm xa lai phật dự bậc vị thư liếu thiện thì tội bao sự sanh sự dị gia hạ biến phật quân đô vô tam nên cao xa đời bậc kỳ phật quân đô từng vô ác cao chí dương nêu ngũ thiện thì chư chung điều giai thì a di đà phật cục linh tham tâm thiên tư vi mơ sự căn xa lời phân bì phần quốc đồ vi phân si đồng chư ba văn thọ cập tám ba phần xuất vi diệu văn thi như ba thiên cùng nhạc đồng thời cô tạc văn thị an giác tự nhiên giai thanh điện và niệm pháp điện tăng chi tăng xa lời phất kỳ và quốc độ thành tự như thị công đức ra đi xả lời phân tử như ý tương a thì bậc cả cô hiểu ai di đa xa đời bậc thị bậc quan nguyên vô lương chiến thập phương quốc vô tự chư thầy thì cô hiểu ý ai di đa thanh thị thiên già ân đơn ba nguyện thanh đi ứng độ xa lời phân như là thiên già tăng thanh ai di đa phật tất cả thương nghị ân đức chư lời ân công diệt thù la suốt về bậc cung y cương phật cài cung y và cung y quan phật đảm bằng nào xa xôi như phật cả nước kỳ quân xung quanh trần địa tương biên phú tam thiên mà thiên thi cho giúp tạm điệp ngôi như đàn chúng sanh cứ tinh thì sinh tam bất khả tư nghị công đức nhân thiên như phật sơ hồ niệm kinh xa lời phật năng quân thế giới hữu nhật việt thành phật thiên văn phật bốn năng thiên phật cùng gì năng phật cố lượng tinh năng phật tư gì đẳng hành hạ xa số chư phật các cư kỳ quân xung quanh trần địa tương biên phú tam thiên đại thiên thi cho giúp tạm điệp ngôi như đàn chúng sanh cứ tinh thì sinh tam bất khả tư nghị công đức nhân thiên như phần xã hội niệm kinh xa lời phật tây phương tây du vô lượng đạo phật vô lượng thượng phật vô lượng trần phật đại quan phật đại đức phật bảo tướng phật tịnh quan phật như thị đẳng hành hạ sa số chư phật xung quanh đơn địa tướng phật cung diệt kim phật coi đắng hạnh phật an ngờ phật diệt sanh ngờ phóng minh phật chư thi đắng hạnh hà sa số chư phật các cư kỳ quân xung quanh được việc tự kỳ cố thiên đại thiên thế do thiên thành điển có dự làm chúng sanh đức tinh thị sinh tam tất cả tư nghị không đơn nhân thiên dư phật sở hộ niệm kinh sa lê bất khả phương thiên do hộ sư tụ phật danh văn phật danh quan phật đạt ma phật pháp đàn phật trì pháp phật chư thị đắng hạnh hà sa số chư phật các cư kỳ quân xung quanh được việc tự kỳ cố thân thiên ngài thiên thế do thiên thành điển có như chúng sanh đương đương thị sinh tăng bất cả thân thị công đức chúng chi cho phật thường phương thế giới hữu phàm âm phật tú vương phật hương tượng phật hương quan phật đại diện kim phật tạp sắc bảo hoa niên thanh phật ta la thọ vương phật bảo hoa đức phật kiến nhất thiết kiều phật như tu di sanh phật như thị an hành hà sa số chư phật các cư kỳ quốc sư quan đương thị cương nhân cứu thân thiên này thiên thị nhân thiết tình thì có nhiều đàn chúng sanh thị sinh tăng bất cả thân thị công đức nhất thiết kiều văn sa hộ niệm kinh xa lợi phật tu chư lý vấn hà hại của danh viên nhất thiện chư văn sơ hồ niệm kinh xa lai phật giới vô biên năng từ thiện nữ gia lớn thì kính vô đi giá khắp năng chư phật chính nhà thiện chư thiện năng từ thiện nữ nhân gia đi nhân thiện chư phật chi sở hồ niệm giai đa văn tôi chỉnh cư la đầu đa la tam như tam đồ đề ưu tỳ quốc độ dược nhị sanh dược kim sanh dược đương sanh thị cô sa lợi phân chư thiện năng từ thiện nữ nhân dược vô tin giả ân đương ba người sanh thị quốc độ sa lợi phân như ngà kim già sanh tan như phần tất cả tứ nghị không đơn đi như phần bát diệt xung tăng ngà bất cả tư nghị công đơn chi tham thị môn tính cao công đi và thân đi và thân đi ưu chi sinh đến như thế ba quân đồ ngũ trụ các trụ kim trụ kim trụ kim ngã trụ trung sanh trụ ma trụ trung đắc ca nao đa la tham địa tam bồ đề trường tam biên đề nhân chính thế giác nam thiên nhi phật sa lợi phân đương nhiên ngã ứng bù trụ nam thế hành tử nam sự đắc ca nao đa la tham địa tam bồ đề vị nhân chính thế giác nam thiên nhi nam thiên chi bảo thị vi thập nam vô kim tư tinh nhị sa lợi phân cập chư thiện kiều nhân chi thế giác thiên nhân ngã tu lê đăng cân phật sở thiên mãn nghệ tinh nọ đặc đề
di cơ Phật Thiện Ca Di Đà. Bất nhập Bồ Tát Do Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Gia Hội Chư Thiên Bồ Tát Chay Con Đồ Nhân Thiên Khổ Anh Sa Lại Từ Sắc Bất Dị Không Bất Dị Sanh Sanh Bất Dị Không Không Tương Dị Sanh Bờ Từ Cảnh Tương Diệu Phụ Dư Thị Sa Lại Tử Thị Kim Pha Không Tưởng Bất Sanh Bất Diệu Bất Cơ Bất Tình Bất Tăng Bất Dạ Bị Cô Không Luôn Vô Sắc Vô Thọ Tưởng Hành Cơ Vô Ngạc Dĩ Thi Thiệt Tên Mỹ Vô Sắc Thân Đơn Vị Phúc Pháp Chở tầm này chi vô là tứ diệm vô la tứ tầm vô cầu tầm diệm đà vô trí diệm vô đăng nghi vô sở đăng vô bồ đề đăng đoạ ý bát nhã ba la mật đa cụ tăng vô bát nhã vô bảy nhã vô vô hữu cũng có biệt ly yên ba cùng tự cư can biết tăng thân ly chư bạc ý bát nhã ba la mật đa cụ tăng ai nội đa la tăng diệu đăng bồ đề cư ly bát nhã ba la mật đa thì đại thân chư thì đại thân chư thì vô thường chư thì vô đăng tăng tự năng tự nhân tiếp tục các phật pháp thư ba la yết đế ba la ma yết đế bồ đề tam ma ha yết đế ba la yết đế ba la ma yết đế bồ đề tam ma ha yết đế ba la yết đế ba la ma yết đế bồ đề tam ma ha nam mô a di đà phật ya na ma ya na ya na di đà ma a di đà đố bà tề a di đà ra thích tam bà tề a di đà ra di ca lan đề a di đà ra di ca lan ma ya di đà ra ma di đà ca lệ ta ma ha nam mô a di đà phật ya na ma ya na ya na di đà ma a di đà đố bà tề ca di đà ya ya ma di đà ca lệ ta ma ha nam mô a di đà phật ya na ha ya na ya na di đà ma a di đà đố bà tề a di đà ra thích tam bà tề a di đà ra di ca Di đà ya ma di đà ca lệ ta ma ha nam mô a di đà phật ya na ha ya na ya na di đà ma a di đà đố bà tề a di đà ra thích tam bà tề a di đà ra di ca để a di đà ra di ca lam ta ya di đà ya ya ma di đà ca lam ta bà tề a di đà ra di ca lam để a di đà ra di ca lam ta ya di đà ya ya ma di ca ta lệ ta ma ha nam mô a di đà phật ya na ha ya na ya na di đà ma a di đà đố bà tề a di đà ra di ca lam để a di đà ra di ca ai đi đây Ê đà ấn tô lô lô ấn ca tô lô ấn ca tô lô ta bà ha ngang ngang nằm tâm bà phà thiệt nhật ra hồng ấn ngang ngang nằm tâm bà phà thiệt nhật ra hồng ấn ngang ngang nằm tâm bà phà thiệt nhật A Di Đà Phật cung khỉnh pháp sư khai thị Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô A Di Đà Phật mong tất cả quý vị đều hữu Phật tử hiện tiền trước đàn tràng tâm thời hệ niệm cùng với tất cả các vị vong linh hương linh âm linh hữu tình chiến sĩ trần vong quan hộ tử thập loại cô hồn đồng bào tử nạn thai nhi sản nạn thai nhi bị chối bỏ quan gia trái chủ vong linh hương linh âm linh chết sông chết biển chết ao hồ chết đâm chết chém chết cháy chết thắt cổ tự tử chết vì tai nạn giao thông chết vì bùa ngải ấm đối chết siêu mồ lạc mã chết bất đắc kỳ tử chết bờ chết bụi chết không người thân chết vì thiên tai động đất sóng thần hoang bão lụt cùng những thiên tai lớn nhỏ khác nhất là tất cả các vong linh, hương linh, âm linh của cửu huyền, thất tổ, ông bà, nội ngoại hai bên, vạn linh, trăm họ của tất cả quý đại đủ Phật tử hiện tiền trước đàn tràng tâm thời hệ niệm cùng lắng nghe lời khai thị của Pháp Sư, lắng nghe từng lời từng chữ một để hiểu rõ mình phải làm như thế nào trong hiện tại, trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu, nhược nhân đăng bỉ ngạn, cực lạc hữu quy châu. Đấng Pháp Vương làm lễ cho tất cả chúng sanh, lòng đại từ đại bi, trí huệ sâu rộng của Ngài, khắp đến mười phương âm dương không cách trở. Nay nhờ trai chủ, Pháp Sư Trung Đạo, chuyên vì đến đại lễ kỳ siêu tam thề hệ niệm lĩnh chư tăng lên tòa theo y giáo pháp của Như Lai tu tam thời hệ niệm Phật sự, chư vị vong linh hương linh âm linh hữu tình chiến sĩ trận vong oán hồn tử thập loại cô hồn đồng bào tử nạn thai nhi sản nạn thai nhi bị chối bỏ quan gia trái chủ vong linh hương linh âm linh
chết sông, chết biển, chết ao hồ, chết đâm, chết chém, chết cháy, thắt cổ, tự tử, chết vì tai nạn giao thông, chết vì bùa ngải ấm đối, chết siêu mồ, lạc mã, chết bất đắc, kỳ tử, chết bờ, chết bụi, chết không người thân, chết vì thiên tai, động đất, sóng thần, hoang, bão lụt, cùng những thiên tai lớn nhỏ khác. Nhất là tất cả các vong linh, hương linh, âm linh, cũ hiền, thất tổ, ông bà nội ngoại, hai bên vạn linh trăm họ của tất cả quý đệ đủ Phật tử hiện tiền trước đàn tràng tâm thời niệm. Gặp được pháp duyên thù thắng này, xin chư vị nghiêm túc uy nghi đến dưới pháp tòa lắng nghe diệu pháp, hết lòng thọ giáo phụng hành. Nam mô A Di Đà Phật. Một nén hương này vượt ngoài không gian và thời gian, rải khắp vũ trụ, không trải qua trời đất sinh thành, thì làm sao thuộc âm dương tạo hóa. Nay đốt trong lò cung kính cúng dường thường trụ Tam Bảo và tất cả chúng sanh khắp pháp giới, Cực Lạc Đạo Sư A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, dâng lên chân hương bình đẳng cúng dường. Thế giới duyên gì gọi là cực lạc? Chỉ bởi các khổ không hề xâm. Người tu hành nếu muốn trở về trong cảnh trần lao rõ tâm mình. Quý đệ đủ Phật tử hiện tiền cùng tất cả quý đệ vong linh, hương linh, âm linh đang hiện diện trước đàn tràng phải lắng nghe, lắng nghe từng lời từng chữ một. Tâm mình chính là Phật, ví như tô lạc đề hồ đều chế tạo từ sữa, tất cả chư Phật đều do tâm tạo, tất cả vòng xuyến bình mâm đều do vàng làm ra. Đường xa mười vạn ức cõi Phật, Đông Độ và Tây Phương vốn không ngăn cách. Trong ngày đêm 12 thời, bậc thánh và phàm phu cùng một đường, chắp tay đảnh lễ đấng đạo sư, nguyện Phật từ bi gia hộ, khiến cho tâm được sáng tỏ như mặt trời. Ca ngâm khen ngợi dung ngang tướng tốt, đoan nghiêm như sấm sét vang động, như mặt trăng trong sáng, nơi nào có nước thì trăng đều hiện, như mây công đức bao la che phủ núi non, lại như hương tượng qua sông. Muốn thoát khỏi hai thứ sanh tử thì nên xưng niệm hồng danh, cũng như chim ca lăng vừa ra khỏi vỏ, tiếng hót vi diệu không có âm thanh nào sánh bằng. Dùng tâm ý thức rất khó thấu triệt, một niệm phản chiếu thấy tự tánh, cảnh giới rốt ráo không ngoài tâm, rõ ràng ngay trước mắt. Xét kỹ như vậy, bây giờ đại chúng thường niệm Di Đà, chuyên tu tam thời hệ niệm Phật sự, chỉ cần tu không xen tạp thì nhất định chứng đắc. Cầu Đức Phật đích thân tỏ ký phải nói như thế nào đây? Gió thổi cây bão ngàn tiếng nhạc, trong ao thôm ngát bốn màu sen. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, người thân kim sắc ra cửa hào quan linh khổ đẳng thân a Phật này hào hiển kiên a tu tu di a một a trần thanh a tử tài hại a quan thân mới hóa Phật a vô sở ức mới hóa chúng diệt vô biên a tư thành ba nguyện độ chúng sanh a bộ phẩm hàm linh năng bị ngàn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát. Nam mô Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung khỉnh Pháp Sư Khai Thị. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả đại hữu Phật tử hiện tiền trước chánh điện của tất cả đại hữu vong linh, hương linh âm linh của hiện thức tổ ông bà nội ngoại hai bên vạn linh trăm họ của đại hữu Phật tử hiện tiền, cùng tất cả vong linh linh âm linh hữu tình chiến sĩ trần vong, oan hồn tử thập loại cô hồn đồng bào tử nạn thai nhi sản nạn, thai nhi bị chối bỏ, oan gia trái chủ, vong linh hương linh chết sông chết biển chết ao hồ, chết đâm, chết chém, chết cháy, chết thắt cổ, tự tử, chết vì tai nạn giao thông, chết vì bùa ngải ứng đối, chết siêu mồ lạc mã, chết bất đắc kỳ tử, chết bờ, chết bụi, chết không người thân, chết vì thiên tai động đất sóng thần hoàng bão lục cùng những thiên tai lớn nhỏ khác, nhất là tất cả các vong linh hương linh âm linh cửu hiền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên vạn linh trăm họ của tất cả đầy đủ Phật tử hiện tiền trước đàn tràng tam thời hệ niệm, lắng nghe lời khai thị của Pháp Sư từng chữ từng lời một. Tất cả khổ đều từ tham dục, chẳng biết tham dục từ đâu tới, vì mê tự tánh A-di-đà trong tâm tạp loạn đều là ma. Trong kinh giáo có nói, sanh mà vô sanh, pháp tánh vắng lặng, vô sanh mà sanh, nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai. Cái gì gọi là sanh? Tức là dấu vết sanh diệt của chúng sanh. Cái gì gọi là vô sanh? Tức là bản tánh tịch diệt của chư Phật. Pháp tánh vắng lặng là linh diệu sáng suốt thanh tịnh, màu nhiệm chân thường ai ai cũng có sẵn, người người vốn có đủ. Bởi một niệm không giác, đột nhiên khởi tâm động niệm, nhận lầm vọng tưởng là chân tâm, làm mê mất bản tánh, đeo đuổi cảnh trần cho nên bị lưới nghiệp trói buộc, trôi lăn trong năm đường theo nghiệp báo sanh tử luân hồi. Từ vô thủy cho đến ngày nay chưa từng gián đoạn, nên biết rằng sanh thì do nhân duyên sanh, nhưng pháp tánh không cùng với nhân duyên sanh. Diệt thì do nhân duyên diệt, nhưng pháp tánh không cùng với nhân duyên diệt. Cho nên nói rằng pháp tánh vắng lặng gọi là sanh mà vô sanh. Cái gì gọi là vô sanh mà sanh? Tức là tâm của chúng sanh đã mê vọng, tạo tác nghiệp nhân thành quả, oan uổng chịu luân hồi. Là bởi bản thể của pháp tánh ví như chiếc gương hiển hiện hình ảnh, viên ngọc chuyển theo màu sắc bên ngoài, nên biết rằng tánh sáng của gương vốn rõ ràng, thể của ngọc không tì vết, thấy rõ mọi cảnh vật mà không nhiễm hình sắc. Hình sắc là cảnh vật bên ngoài do vọng chấp nên mới có nghiệp nhân quả báo. Bởi thế chư Phật trong cảnh sanh diệt thấy rõ vô sanh, nhưng chúng sanh trong cảnh vô sanh thì thấy cũng khác biệt, cho nên thấy cảnh giới cũng khác nhau. Thật sự sanh không có tự tánh, vô sanh cũng không có tự tánh. Giác ngộ rồi thì sanh diệt thành vô sanh, khi mê thì vô sanh thành sanh diệt. Cho nên lìa khỏi điều này không có cái nào khác. Đây là một thể nhưng danh từ thì khác nhau. Xét kỹ, Phật A-di-đà chính là tâm ta. Pháp sư xin lặp lại, Phật A-di-đà chính là tâm ta. Phật A-di-đà chính là tâm ta. Tâm ta chính là Phật A-di-đà. Cõi tịnh độ tức là cõi ta bà. Cõi ta bà tức là cõi tịnh độ. Pháp sư lặp lại, Phật A-di-đà chính là tâm ta. Tâm ta chính là Phật A-di-đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ là cõi ta bà. Mê và ngộ nên có khác nhau, nhưng phàm thánh không có khác biệt. Vậy thì bây giờ đại chúng nên lấy tự tánh Di Đà và thiệt căn của đại chúng cùng nhau chuyển căn bản pháp luân, chư vị thiện tri thức có hiểu rõ hay không?
Pháp sư xin lặp lại. Tất cả quý đệ đủ Phật tử hiện tiền lắng nghe cho kỹ, nghe cho kỹ rồi tự mình tỉnh thức, rồi khỏi cái mê mà mình mê từ nào tới bây giờ vẫn còn mê. Niệm Phật và vẫn ngu, niệm Phật và vẫn mê, niệm Phật và vẫn mê tính dị đoan, là niệm trong ngu muội. Huynh đệ đủ Phật tử lắng nghe, Pháp sư lặp lại. Phật A-di-đà chính là tâm ta, tâm ta chính là Phật A-di-đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Vô sanh, sanh không sanh, không ngăn người về cõi cực lạc. Nào ai biết được chốn hồng trần, hoa sen rực rỡ trăng sáng ngời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, thiết dân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung khỉnh Pháp Sư Khai Thị. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả quý đệ đủ Phật tử hiện tiền trước đàn tràng tam thời hỷ niệm, cùng tất cả quý vị vong linh, hương linh, âm linh, hữu tình chiến sĩ trận vong, oan hồn tử thập loại cô hồn đồng bào tử nạn, thai nhi sản nạn, thai nhi bị chối bỏ, oan gia trái chủ, vong linh, hương linh, âm linh chết sông, chết biển, chết ao hồ, chết tâm, chết chém, chết cháy, thác cổ, tự tử, chết vì tai nạn giao thông, chết vì buồn ảnh nước, chết xương mồ, lạc mã, chết bất đắc kỳ tử, chết bờ, chết bụi, chết không người thân, chết vì thiên tai động đất, sống đồng hoàng bảo lục, những thiên tai lớn nhỏ khác, nhất là tất cả các vong linh, hương linh, âm linh, cửu hiền, thất tổ, ông bà, nội ngoại, hai bên, vạn linh, trăm họ của tất cả quý đệ đủ Phật tử hiện tiền lắng nghe lời khai thị của Pháp Sư, từng lời từng chữ một. Pháp Sư xin lặp lại cái lời khai thị vừa rồi.
huynh đệ đồ hữu Phật tử thiền phải lắng nghe. Lắng nghe pháp sư khai thị cái gì, rồi tự mình tỉnh thức trong cái niệm Phật của mình. Phật A Di Đà chính là tâm của ta, tâm của ta chính là Phật A Di Đà. Cõi hiện tại ta bà này là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Trong tâm mọi người vốn có Di Đà, trong tâm mọi người đều là tịnh độ. Pháp sư xin lặp lại: trong tâm mọi người vốn là Di Đà, trong tâm mọi người đều là tịnh độ. Thấu rõ thì lúc nào cũng thấy Phật, giác ngộ thì nơi nào cũng là Tây Phương. Pháp sư xin lặp lại: huynh đệ hãy lắng nghe cái lời này rồi về nhà tự mình tỉnh thức. Các vị vong linh, linh âm linh cũng phải tỉnh thức. Trong tâm mọi người vốn có Di Đà, trong tâm mọi người đều là tịnh độ. Thấu rõ rồi thì lúc nào cũng thấy Phật, giác ngộ rồi thì nơi nào cũng là Tây Phương. Pháp sư lặp lại: trong tâm mọi người vốn có Di Đà, trong tâm mọi người đều là tịnh độ. Thấu rõ rồi thì lúc nào cũng thấy Phật, giác ngộ rồi thì nơi nào cũng là Tây Phương. Hôm nay tạo lập đạo tràng tịnh nghiệp tam thời niệm bây giờ là nhất thời Phật sự đã tròn đầy. Như trên đã nói, sự thù thắng không thể nghĩ bàn, được gieo vào biển đại nguyện của Phật A Di Đà, chuyên vì tất cả các vong linh, hương linh, âm linh, hữu tịch, chiến sĩ trực, an hồn ngũ tử, thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, thai nhi sản nạn, quan gia trái chủ, vong linh, hương linh, âm linh, chết đâm, chết chém, chết cháy, chết thắt cổ, tự tử, chết vì tai nạn giao thông, chết vì bùa ngải ấm đối, chết siêu mồ, lạc mã, chết bất đắc kỳ tử, chết bờ, chết bụi, chết không người thân, chết vì thiên tai động đất, sóng thần, hỏa hoạn, bão lụt, cùng những thiên tai lớn nhỏ khác, nhất là tất cả các vong linh, hương linh, âm linh, cũ hiền, thất tổ, ông bà, nội ngoại hai bên, vạn linh trăm họ của tất cả huynh đệ đạo hữu Phật tử hiện tiền trước chánh điện cầu sanh tịnh độ. Thế nhưng tự nghĩ mình từ vô thủy cho đến ngày nay, bởi một niệm trái nghịch chân tâm nên lục căn theo vọng trần, thuận với tỉnh thức tình thức mà tạo nghiệp, mặc tình làm chuyện sai trái, thân nghiệp thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Pháp sư lặp lại: thuận với tình thức mà tạo nghiệp, mặc tình làm chuyện sai trái, thân nghiệp thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nghiệp thì nói dối, nói lời thêu dệt, nói hai chiều, nói lời thô ác, ý nghiệp thường sanh khởi lòng tham ái, sân hận, si mê. Ý nghiệp thường sanh khởi lòng tham ái, sân hận, si mê. Nguyên nhân đều do ba nghiệp này gây ra, nên bị vọng duyên trói buộc, thường thường chìm đắm trong trần lao, cứ mãi mờ mịt cùng thời gian, nghĩ muốn thoát khỏi cảnh khổ, chỉ có y theo phương pháp huân tu, nhờ sức sám hối, khiến cho những tội lỗi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tạo ra liền được tiêu trừ, làm cho cảnh bên ngoài sắc thanh hương vị xúc pháp ô nhiễm đều được thanh tịnh. Nếu muốn cầu về thế giới cực lạc, phải hoàn toàn nhờ vào tâm phát nguyện, nương nhờ sự tu hành của đại chúng, đồng tâm nhất ý chân thật, vì các vong linh, hương linh, âm linh chí tâm sám hối phát nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật, quý Pháp, quý Tăng, quý Phật lượng tốt tôn, quý Pháp đi vô tôn, quý Tăng chúng tôn tôn, quý Phật bắt đầu hiện ngục, quý Pháp bắt đầu nhà quý Tăng bắt đầu đàn sanh, quý Phật cảnh, quý Pháp cảnh, quý Tăng cảnh, quý Phật, quý Pháp, quý Tăng, quý Phật lượng tốt tôn, quý Pháp đi vô tôn, quý Tăng chúng tôn tôn, quý Phật bắt đầu hiện ngục, quý Pháp bắt đầu nhà quý Tăng bắt đầu đàn sanh, quý Phật cảnh, quý Pháp cảnh, quý Tăng cảnh, quý Phật, quý Pháp, quý Tăng, quý Phật lượng tốt tôn, quý Pháp đi vô tôn, quý Tăng chúng tôn tôn, quý Phật bắt đầu hiện ngục, quý Pháp bắt đầu nhà quý Tăng bắt đầu đàn sanh, quý Phật cảnh, quý Pháp cảnh, quý Tăng cảnh, quý Tăng bảo hiển, quý Tăng bồ, gia do thị tham sân si, bồ tát ngữ chi
sở sanh tiền quân. Tần cầu sám hối chúng sanh vô vi tại miền độ, phiền não vô tâm tại miền độ, văn môn vô lực tại miền học, Phật đạo vô thượng tại miền thành. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung khẩn Pháp Sư khai thị. Bây giờ sám hối phát nguyện đã xong, chư vị vong linh hương linh âm linh cầu xin cha mẹ Như Lai, chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát cho tất cả vong linh hương linh âm linh vừa kể trên đồng được quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cùng một pháp danh là siêu thoát. Nên biết giáo nghĩa Tịnh Độ được thành lập bởi 48 nguyện được sâu từ đại bi của Phật Đà, thâu nhận tất cả chúng sanh trong mười phương, hễ ai đầy đủ lòng tin như thế nào, tin là tin có Tây Phương Tịnh Độ, tin có Phật A Di Đà thâu nhận chúng sanh, tin những chúng sanh cùng chúng ta đều có phần vãng sanh. Tuy bảo rằng Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh, nhưng cần phải tin chỉ tùy tâm tự hiện tạo cảm ứng qua lại, rốt cuộc chẳng từ bên ngoài mà được. Người tin như thế gọi là lòng tin chân thật, tin mà không thực hành thì chẳng thành tựu lòng tin. Thế nào là hạnh? Hạnh là như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nhiếp cả sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Kinh A-di-đà bảo rằng nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Phật A-di-đà, rồi chấp trì danh hiệu hoặc một ngày hoặc hai ngày, bảy ngày nhất tâm bất loạn, người đó lúc Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt, khiến chung tâm không điên đảo liền được vãng sanh khỏi nước cực lạc. Hành được như vậy gọi là chánh hành chân chánh. Nếu mà hành không có nguyện thì chẳng thành tựu sự thực hành. Nguyện là nguyện như thế nào? Là phải tương ưng với 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, phải tương ưng với từng lời nguyện thì gọi là đại nguyện. Tính nguyện hạnh như cái đỉnh ba chân, thiếu một tức không được. Bây giờ chư vị vong linh hương linh cùng một pháp danh là siêu thoát, nên biết một niệm hiện tiền vốn tự viên mãn thường hằng, tính nguyện hạnh nguyên là tánh đức như thế xưa nay vốn có của chính mình, nay chỉ làm điều hiển bày phát khởi tánh sáng của bản tánh mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lại cha Như Lai hằng sống, con cúi đầu sám tội cùng ngóng bao đời lần đần long đong. Nay con chỉ nguyện một lòng độ sanh, cầu cha mẹ hương tình cứu khổ, độ con thơ giác ngộ lời mê, cho dù đời có thêm chê khi con tôn kính không hề kiêu căng. Con luôn nhớ cha dâm tiên bảo, hết một lòng hiếu thảo từ bi, chớ nên kiêu mạn khinh thi, gây thêm nghiệp chưa kéo thì hành thù. Tam nghiệp bao tham ngu sân hận, khiến cho đời đắng đắng gian nan, đừng cần để khổ mênh mang, khắp danh đoạn đời đầm than bao đời. Con luôn nhớ lời cha dạy dỗ, dạy cho con cứu độ nhân sinh, trao dồi đời sống tâm linh, đời xa mê tín vô minh giáo truyền. Con luôn nhớ lời thiếu cha mẹ, sống với đời chia sẻ yêu thương, cầu xin chư Phật mười phương độ người chẳng thể biết thương con người. Muôn hầu ý thân thời an lạc, sống đơn thuần mộc mạc vô tư, đâu cần ngẫu nhiên kinh thư, chỉ cần nguyện chỉ làm sự dung đời. Dung ta tánh trao dồi đức hạnh, dung người nhìn Phật tánh trong tâm, Phật đâu ở chốn xa xăm, Phật luôn ngự trị trong tâm của mình. Muôn vàng vào chốn xanh lớn nhỏ, cây lá cành ngọn cỏ bông hoa, cho dù xinh đẹp xấu xa, cũng đồng một tánh của cha vô cùng. Muôn
vàng và có cho sự sống tánh tiền liên lạc giống như lại thắm người thánh phật không ai con người có phật chẳng sai bao giờ đã biến thế còn chờ chi nữa sao con ngồi hỏi giữa thân tâm cầu xin sáng hối thành tâm vì không tạo tác lỗi lầm như xưa chỉ cần tôn niệm sớm trưa thân tâm hòa nhập người xưa niết bàn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Nam Mô A Di Đà Phật. Phục nguyện chúng đệ tử con hôm nay về Đức Thế Tôn một lòng chỉ thành cầu xin sa môi ngưỡng nhìn người phương chư Phật ba đời chứng minh công đức gia hộ cho tất cả vong linh hướng linh ấm linh cùng một pháp danh là siêu thoát. Cái tiếng niệm kinh sáng suốt tinh thần nhẹ nhàng tâm thức giác ngộ lý vô thường thấu rõ nguồn tâm xin về cõi tình. Chúng con cũng xin nguyện cầu cho tam bảo được trường tồn mãi mãi ở thế gian để chúng sanh nương nhờ phước lạc phát tâm thiện lành tránh đường mê muội ra khỏi trần lao quay về chánh đạo nhà nhà được an lạc người người tin xấu Phật pháp tướng yêu đùm bọc lẫn nhau cấm nguyện người sống yên vui kẻ mất siêu độ tất cả chúng sanh đều thất vọng khổ não tinh tấn tu hành sống thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Vong linh hướng linh năm linh cùng một pháp danh là siêu thoát tự quy Phật. Đương niệm chúng sanh thể giải đại đạo Phật vô thượng tâm. Vong linh hướng linh năm linh cùng một pháp danh là siêu thoát tự quy pháp đương nguyện chúng sanh tâm nhận kinh tạng trí huệ như hồi vong linh hướng linh năm linh cùng một pháp danh là siêu thoát tự quy tâm đương nguyện chúng sanh tâm nguy đại chúng nhân thiên hồ. A Di Đà Phật. Thời tam thời hệ niệm thứ nhất, chúng con xin cảm niệm công đức hòa thượng và đại chúng chư tăng. Tiếp theo đó, chúng con xin khỉnh hòa thượng pháp sư cùng chư tăng hậu đàn quan hỷ tụng thời kinh tam thời hệ niệm thứ hai để cho công đức được trọn vẹn. Công A Di Đà Phật. Và lớn hơn xa nhiều pháp giới bốn phương chư Phật ngài gọi thân diệu nhân thì xưa kiên từ dân thành ý phương an chư Phật kiện toàn thân nam mô hương dân cái Bồ Tát nam mô hương dân cái Bồ Tát nam mô hương dân cái Bồ Tát Ma Tát nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát tiên thổ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà đà ni nam mô a di đà na đà đà dạ dạ nam mô a di đà bà đô y đề tương bảo ra gia bồ đề ca bà gia ma ca đó bà gia ma Ra cần đề đề ma gần ra xa mê tất bà tha đạo chư bà na đề dần ta bà tham ta na ma bà già ma bà già đề ma an ma bà lo hế bà ca đề ca đa đề di đề ma bồ đề tham bà tham ma tham ma ra ma đề ma đề kỳ đà dần cô lo cô lo ma đồ lo đồ ni nam mô an ca đa ca đa đa già già nam mô a di đà bà lo Namo Buddhaya 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 Namo Budd
vương Phật thương thượng và vương quan thần đại diện viên Phật đặc sắc bảo hoa nghiêm thần Phật ta đã vào vương Phật bảo hoa đức Phật chiên nhân thế nghệ Phật chư vương như sơn Phật như thế đẳng hàng ngàn pha tôn như quan ba tơ kệ hóa sức quan được tiền thân tiên tổ tam thiên đại thế đề công nhiều đẳng chúng sanh đương tin thì sinh tăng tất cả thương nghệ công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm tin xá lợi pháp như tổ tiên năm tấn thiên ấn nhân nhân thế tin phật kỳ giả cẩn chánh chư phật nhất giá thị chư thiện năm tử thiện nữ nhân gia di như là tiếng chư phật chi sở hộ niệm giai đắc phật tham chiến tự hạ đạo đa la tam hiện tam bồ đề thị bồ xá lợi pháp như đẳng giai đương tin còn ngã cũng phật chư phật sở thiên xá lợi pháp diệu cũng nhân di phát hiện chư phát hiện đưa phát hiện nhập sanh ra di đà phật Thank you.
phục như thiện xa lợi pháp kệ văn quốc có thành tựu như thị công đỡ trắng như hồ xa lợi pháp tuần là con loài chúng sanh sanh nhã ai để a để ba tí kỳ đấng đa hộ nhớ sanh bồ tứ kỳ số phật đa bi thị tâm số sở năng ni ni đang ca ý bồ đề bồ đề na tăng kỳ đế xa lợi quốc chúng sanh văn giả lưng lưng bát nghi nhân sanh địa quốc sở gì đã hà đắc chủ như thị chư tiền tiền hòa chư sơ xa lợi tâm ba ca nghĩa nghĩa điện ca bố đến nhân nghĩa đã sanh điện đó xa lợi tâm nhờ bổ điện tăng tứ điện ngũ nhân căn thế ta nghi đà phật cấm về căn niệm nhờ nhớ nhờ nhờ kỳ nhờ nhờ tâm nhờ nhớ tứ nhờ nhờ bố nhờ nhờ lòng nhờ nhớ tâm nhờ nhớ tâm ba lòng kỳ nhân tâm an chúng tôi đã nghi đà phật chữ chư thanh chúng hiện đây kỳ niệm niệm nhân chúng tôi tâm bất điện đà tức đắc bản sanh na nghi đà phật cực đà quốc độ xa lợi tâm nga kiến thị là vô biên nữ vô nhờ bổ chúng sanh nhân thì thiên cả ân tôn quá tuyệt thanh niên bất độ xa lời phóng như ngã kim nhà thanh tăng na di đà phật ba cả thương nghị cộng đơn đi lại đốc phương nghị tổ a xuất đề phật tu di tướng phật đây tu di phật tu di quan phật diệu âm phật chư thì hạnh hằng ngày xa số chư phật cả cầu thiện quốc xuất quan nữ thiên tự bế vô tham thiên đại thiên tái giới thiên thành thiện con nhờ đẳng chúng sanh được thân thầy xuất tán bất khả tư nghị công đức giới thiết chư phật sở hộ niệm xa lời vẫn nằm mừng đại dương hồn nhìn nghiệp tăng vật chính nhân quân phân đại diện kim phật tu hi đăng phật vô lượng tinh tấn phật như thị đẳng hằng hà sa số như phật cái tư kỳ quả xuất quán từ vị tư vi bố tam thiên đại thiên tế giới thiết thành thiện không nhờ đẳng chúng sanh tư tánh thị xưng tam ba cả tư kỳ cộng đơn nhờ tiết chư phật sở hộ niệm kinh xa lời bất thầy vương đại dưới hồ vô lượng đồ vật vô lượng tướng vật vô lượng cầm vật đại quan vật đại minh phật bảo tứ phật tịnh quan phật như thị đẳng hằng hà sa số chư phật cá tư kỳ quả xuất quán từ thiện tư biên cố tam tiên đại thiên tế thế thiên thành thiện không nhờ đắng chúng sanh đương tính thị xưng tam ba cá tư kỳ công đức như tiết như phật sở hộ niệm trên xa lợi phất văn phù thế như hồ nhiệm kim phật tôi thắng âm phật nên trợ phật diệu sanh phật phổ minh phật như thị đẳng hằng hà sa số chư phật cá tư kỳ quả xuất quán từ thiện tư biên cố tam tiên đại thiên tế thế thiên thành thiện không nhờ đắng chúng sanh đương tính thị xưng tam ba cá tư kỳ công đức như tiết như phật sơ lợi phất cả phương thế giới hữu sư tự phật danh văn phật chân văn phật đạt ma phật phát trần phật trì phát phật như thị đẳng hằng hà sa số chư phật các tư kỳ quả xuất phát trường thiện tư nguyên bố tam thiên đại thiên tế giới thiết thành thiện công nhờ đẳng chúng sanh tương tánh thị xưng tam ba cả tư kỳ công đức nhờ thiết như phật sở hộ niệm trên sơ lợi phất thừa phương thế giới hữu phạm minh phật tu hương phật hướng thượng phật hướng quan phật đại diện tiên phật tập sắc bảo hoa nghiêm thân phật ta đã có như phật bảo hoa đức phật kiến nhân thiết kiến phật như tôn nghi sơn phật như thị đẳng hằng hà sa số như phật các tư kỳ quả xuất phát trường thiện tư nguyên bố tam thiên đại thiên tế giới thiết thành thiện công như đẳng chúng sanh được tánh thị xưng tam ba cả tư kỳ công đức như tiết chư phật sở hộ niệm kinh xa lợi phất cư như ý hương hà thu nhân duy nhất thiết chư phật sở hộ niệm kinh xa lợi phất giờ bồ tiên căn tứ thiện nữ nhân căn thị kinh thọ chị giả cẩm nhân chư phật căn giá thị chư thiện nam tứ thiện nữ nhân gia nghi nhất thiết chư phật chi sở hộ niệm giai đắng ma tu thiện tư la đầu la la tam nghĩa tam bồ đề đi tô xa lợi phất nhờ đẳng giải được tính thọ nga tứ cẩm chư phật sở tiên xa lợi phất nhờ ngũ nhân gì bán nghĩa gì bất nghĩa ngưng bán nghĩa dục sanh ái di đà phật quốc trà thị chư nhân đẳng giải đắc văn tôi chuyển tư la đầu la la tam nghĩa tam bồ đề tứ thiện quốc tổ nhất kiến sanh như kiến sanh như tư sanh thị tô xa lợi phất chư thiện nam tứ thiện nữ nhân nhờ bổ tính giả ưng mơ quá thiện sanh biển quá độ xa lợi phất như ngã kim giả tinh tán chư phật văn khá tư nghĩa công đức nghĩa chư phật đẳng nghĩa xung tăng ngà ba khá tư lợi phất như bồ đề tam lợi thị nữ nhân văn thế a di đà phật chấp tri danh niệm nhờ nhất nhờ nhờ nhiên nhờ nhờ tam nhờ nhờ tứ nhờ nhờ bốn nhờ nhờ lục nhờ nhớ tăng nhờ nhớ tam ba toàn kỳ nhân văn tăng trung tài a di đà phật chủ như tăng trung hiện tại kỳ niệm nghĩa nhân trung tài tam ba niệm đạo tứ đắc quả sanh a di đà phật đừng đạt có độ xa lợi phất ngã kiến thì lời vô tiếp được ngôn nhờ tu chúng sanh năng thì niết giả ứng tướng phát hiện sanh địa quân độ xa lợi phất như ngã kim giả thanh tán a di đà phật bất khả tư nghi công đức tri đại đắc tôn kỳ phổ hoa chúng về phật tu nghi tướng phật đại tu nghi phật tu nghi phật phật diệu âm phật như tiền đắng hằng ngày
pháp sư như Phật các tu kỳ vô sinh quan trường thiện tương nhân ngũ tâm thiên đại thiên thế giới thiên thần thiên cũng như đang chúng sanh được tinh thị sinh thái bằng cả tự nghi công đức chúng thiên chư Phật sở hữu niệm biệt ta đại pháp nam mô tây ca hố niệm biệt tam phật cái chân văn phật đại diện kim phật tu di đăng phật vô lượng tinh tấn phật tư đề đẳng hằng ngà sa số như Phật các tu kỳ vô sinh quan trường thiện tương nhân ngũ tâm thiên đại thiên thế giới thiên thần thiên cũng như đang chúng sanh được tinh thị sinh thái bằng cả tự nghi công đức chúng thiên chư Phật sở hữu niệm biệt ta đại pháp tây vô tây ca hố niệm biệt tam phật vô lượng tinh phật vô lượng cả phật đại pháp phật tài năng phật phật tướng phật tình văn phật tư đề đẳng hằng ngà sa số như Phật các tu kỳ vô sinh quan trường thiện tương nhân ngũ tâm thiên đại thiên thế giới thiên thần thiên cũng như đang chúng sanh được tinh thị sinh thái bằng cả tự nghi công đức chúng thiên chư Phật sở hữu niệm biệt ta đại pháp phật vô tây ca hố niệm biệt phật tài năng hằng phật đang trở bằng như sanh phật chúng luân phật tư đề đẳng hằng ngà sa số như Phật a tu kỳ vô sinh quan trường thiện tương nhân ngũ tâm thiên đại thiên thế giới thiên thần thiên cũng như đang chúng sanh được tinh thị sinh thái bằng cả tự nghi công đức chúng thiên chư Phật sở hữu niệm biệt ta đại pháp cả phương thế giới hữu sinh tự Phật danh văn Phật danh quan Phật đại ma Phật pháp trạng Phật đề Phật Phật chư tiền đẳng hằng ngà sa số như Phật các tu kỳ vô sinh quan trường thiện tương nhân ngũ tâm thiên đại thiên thế giới thiên thần thiên cũng như đang chúng sanh được tinh thị sinh thái bằng cả tự nghi công đức chúng thiên chư Phật sở hữu niệm biệt ta đại pháp cả phương thế giới hữu phạm minh Phật tu vương Phật hương thượng Phật tướng quan Phật đại diện kim Phật tam sắc Phật quan nghiêm tăng Phật tam văn văn tất thi sắc tọa tưởng thành thức kim Phật chư thầy xá lợi tự thì chư quát văn tư quát sanh văn kỳ văn có văn tịnh văn tam văn cảnh thì có văn trong do sắc do tọa tưởng thành thức vô ngang kỳ thế thì tăng lý do sắc tánh nữ thì tự pháp vô nhận giới này chi vô lý tính giới vô vô vinh diệu vô vô vinh tầng này chi vô là tử diệu vô là tử tầng vô vô tập diệt đạo vô trí diệu vô đắc diệu vô sở đắc vô vô đề tăng đó đi bát nhà ba la mật la vô tăng vô bảy ngày vô bảy ngày vô vô hộ cùng vô biến lý viên đã hồn tự vô căn niết bàn tam tế chư phật thì bát nhà ba la mật la vô đắc hai vô ba la tăng vô tam bồ đề vô trì bát nhà ba la vương đa thì đại thần chủ thì đại minh chủ thì vô tịnh chủ thì vô thành thánh chủ năng chư chư tiên vô nhân thì bát vô vô thế bát nhà ba la mật la chủ vô thế vô kỳ thì đại hiện đề ba la hiện đề ba la tăng hiện đề vô đề tam ba la hiện đề hiện đề ba la hiện đề ma la tăng hiện đề vô đề tam ba la đế bồ đề tam bà yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tam bà yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tam bà yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tam bà yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tam bà nam mô a di đà phật ya ta ya na ya na ni ya ta a di đà phật ya ni ni đà tam tam phật ya ni ni đà ni ca mắt đế ya ni ni đà ni ca Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả quý đệ tử Phật tử hiện tiền trước đàn tràng tam thệ niệm cúng tả vong linh hương linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát, hãy lắng nghe lời khai thị của pháp sư từng lời từng chữ một. Hôm nay nhất định đi thành Phật, lạc bang hóa chủ cũng chê muộn.
còn muốn nghiên cứu luận kinh giáo đời đời kiếp kiếp trong luân hồi. Khắp mười phương vốn là thế giới cực lạc, cảnh sắc núi non giống như không hộp không, bất cứ nơi nào cũng là thế giới cực lạc, tự tại vô ngại, như gương phản chiếu lẫn nhau. Chỉ là không biết hồi đầu, hễ ở đầu thì về đến. Năm hồ bốn biển chẳng ai tranh giành, Phật A Di Đà thường duỗi tay ngày đêm tiếp dẫn, mong đợi người tu hành trở về. Bạch hào phóng quang độ chúng sanh hoàn toàn nhờ vào ba điều kiện: tính, nguyện, hạnh. Cho nên tất cả các duyên là duy thức sở biến, con người thực sự chẳng có mê và ngộ, chỉ cần đột nhiên giác ngộ. Nay tất cả đại chúng hiện diện, bây giờ là đệ nhị hệ niệm. Thời Phật sự, nếu đã hiểu rồi phải nói như thế nào đây? Trong ao sen lưu ly trần sáng hiện, hoa sen nở thủy cầm tự tại. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thân kiên sanh tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào nguyện chuyển ngũ tu chi, cảm mộng từng thanh tứ đại hài, quang trung hoa Phật vô số ức, hoa Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ phẩm ban nguyên độ chúng sanh, bộ phẩm hàm linh đăng địa ngàn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Kỳ Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Kỳ Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Kỳ Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung khỉnh Pháp Sư khai thị. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả quý đại đủ Phật tử hiện tiền trước chánh điện cùng tất cả các phong linh, lương linh, âm linh cùng một pháp danh là Siêu Thoát. Hãy lắng nghe lời khai thị của Pháp Sư từng lời từng chữ một. Tâm này là Phật thì làm Phật, niệm đến tâm không Phật cũng không, buông xuống trở về nơi tự tánh, tùy thuận pháp tánh không chướng ngại. Trong kinh dạy tâm và Phật như nhau, Phật và chúng sanh cũng vậy. Pháp Sư lặp lại, trong kinh dạy tâm và Phật như nhau, Phật và chúng sanh cũng vậy. Cho nên tâm, Phật và chúng sanh cả ba đều không khác biệt. Pháp Sư lặp lại, trong kinh dạy tâm và Phật như nhau, Phật và chúng sanh cũng vậy. Cho nên tâm, Phật và chúng sanh cả ba không khác biệt. Cái gì gọi là tâm? Tâm có nhiều thứ tâm như nhục đoàn tâm, tức là trái tim này là do khuyết của cha mẹ sinh ra. Kế đến là duyên lượng tâm, tức là cái tâm này biết phân biệt những cảnh giới thiện ác và thuận nghịch. Sau cùng là linh tri tâm, cái tâm này lẫn lộn trong vạn pháp mà không loạn, trải qua ba đời quá khứ hiện tại và vị lai không thay đổi, có công năng độc chiếu sáng người vượt hơn tất cả. So với thánh không tăng, so với phàm chẳng giảm, trôi lăn trong sanh tử luân hồi như hắc long châu trong biển lớn, vẫn chứng được vô trụ niết bàn như trăng tháng tám sáng tỏ giữa không trung. Như Phật đã giác ngộ, đặt mọi cái tên là duy tâm, bởi chúng sanh mê muội thì biến thành vọng thức. Thật ra pháp Phật tức là chúng sanh, chúng sanh tức là Phật. Ra khỏi tâm thì không có Phật, cũng không có chúng sanh, chỉ là sự khác biệt giữa mê và ngộ. Cho nên phàm và thánh mới có sai khác. Nên biết tâm, Phật và chúng sanh cả ba không sai biệt. Thiền sư Vĩnh Gia có nói, trong mộng rõ ràng có lục đạo, giác rồi đại thiên cũng không có. Như vậy thì trong kinh nói, từ đây đến Tây Phương trải qua 10 vạn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc. Trong đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đang thuyết pháp, đều không ngoài duy tâm tịnh độ bản tánh Di Đà. Do đây mới biết ngay bây giờ chư vị vong linh, hương linh, âm linh cùng một pháp danh là Siêu Thoát. Sống thì chẳng lìa những đóa hoa sen, chết thì chẳng rời những hàng cây báo trùng trùng. Nghĩa là sống chết cũng không lìa khỏi thế giới Cực Lạc, lúc nào cũng thân cận với Đức Từ Phụ. Xét kỹ như vậy nên biết rằng lìa khỏi tâm, Phật và chúng sanh còn có gì khác để nói hay không? Đại viên trí sạch bụi bặm trong ao sen báo trưởng thánh thai. Ao bảy màu xa mùi vạn ước, bảo quang trường chiếu ngọc lâu đài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Với Phật với Pháp với Tăng với Phật Tịnh Tốt Tôn với Pháp với Dụng Tôn với Tăng Chúng Trung Tôn với Phật Tất Đa Địa Mục với Pháp Thánh Lọ Nhà với Tăng Bất Lọ Hàng Sanh với Phật Cảnh Thay thế. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả quý đại đồng Phật tử hiện tiền trước đàn tràng tam thệ niệm cùng tất cả hồn linh hương linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát lắng nghe pháp sư khai thị từng lời từng chữ một. Nam mô A Di Đà Phật. Từng nghe Đức Thế Tôn nói trống rỗng thì mới có tiếng đáp lại, vắng lặng không hình tướng than khóc tự nhiên vang dội. Nếu không gọi thì không có tiếng vang lại. Phật không có hình tướng, có cảm ác quá ứng. Bây giờ đã tu đến đệ nhị thời hội niệm Phật sự sắp viên mãn. Những công đức thù thắng như trên đã nói đều gieo vào biển đại nguyện của Như Lai có được công đức. Chuyên vì tất cả chư vong linh hương linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát, rửa sạch nghiệp chướng, tăng thêm thiện căn, xả bỏ báo thân này, vãng sanh về tịnh độ, lại hưởng từ vô thủy kiếp cho đến đời này. Như bọt nước trong biển cả bị sóng thức dồn dập cao thấp, như bầu trời che lấp, tha hồ cho ý mình tạo nghiệp, cho nên cứ mãi trong sáu nhẫn luân hồi bỏ thân phận, thân sân hận thân trong tứ sanh biển nghiệp mênh mông bát ngát, tội nghiệp trồng chất cao như núi, phải hết lòng sám hối thì nghiệp mới tiêu trừ. Sám hối tội quá khứ, sám hối cho hiện tại, sám hối cho vị lai, phát nguyện cầu tương lai lại phải nương nhờ đại chúng chí tâm sám hối phát nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nay sám hối phát nguyện đã xong, hạnh đầy đủ cũng như người có mắt, nguyện tha thiết cũng như ánh sáng của mặt trời trăng đèn, nương nhờ ánh sáng chiếu soi thấy được rõ ràng thì người tu hành mới đạt được mục tiêu. Cho nên những người niệm Phật nếu không phát nguyện vãng sanh
cho dù có công phu tu hành cũng chỉ uổng công, bởi không theo lời Phật dạy, bây giờ chỉ vì vong linh hương linh, âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát. Phải hiểu rõ ý này. Nam mô A Di Đà Phật. Một lòng quy kính Phật A Di Đà, thế giới cực lạc nguyện lấy hào quang trong sạch soi cho lấy thể từ bi mà nhiếp thọ cho đâu nay chánh niệm hiện biểu Như Lai. Vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ Phật xưa có, nếu có chúng sanh muốn sanh nước ta hết lòng tính nguyện cho đến người hiện, nếu chẳng đặng sanh chẳng thành chẳng giác cho vị nhân viên này được vào trong đây đại thể Như Lai nhờ sức từ bi cắt cõi tiêu diệt thắng lành thắng cường khi mạng gần chung. Biết trước giờ chết thân không bình khổ, tâm không tham luyến ý không điên đạo, thiền định Phật và thánh chúng tay nắm kim tài cùng đến tiếp dẫn công quán hồ niệm sanh về cực lạc. Sẽ nào thấy Phật nhiều nghĩa Phật thừa, trong Phật đề tất độ chúng sanh còn bộ lễ nguyện. Chúng sanh không số lượng đề nguyện đều đổ khắp, phiền não không cùng tận, lời nguyện đều dứt sạch, pháp môn không kể xiên, lời nguyện đều tu học Phật đạo không gì hết, lời nguyện được tiên thần phúng kinh công đức thù thắng hành mà vô biên khai hồi hương khổ nghiệp tâm giới chư chúng sanh tâm quan vô lượng quán thần xà nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não nguyện đăng ký huệ thân liệu khổ nguyện tôi chướng thân tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cử phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kim phật ngũ vô sanh tâm khởi bồ tát vi bàn lừ nguyện nhị thử công đức phổ cảm ơn nhân viên nhà chẳng chờ chúng sanh giai cộng thần phật Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện đệ tử chúng con hôm nay hướng về Đức Thế Tôn một lòng chí thành cầu xin sám hối, ngưỡng nguyện mười phương chư Phật ba đời chứng minh công đức gia hộ cho cả vong linh hưởng linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát. Nghe tiếng niệm kinh sáng suốt tinh thần, nhẹ nhàng tâm thức giác ngộ lý vô thường, đấu rùa nguồn tâm sinh về cõi tình. Chúng con cũng xin nguyện cầu cho tam bảo được trường tồn mãi mãi ở thế gian, để chúng sanh nương nhờ phước lạc phát tâm thiện lành, tránh đường mê muội ra khỏi trần lao, quay về chánh đạo, nhà nhà được an lạc, người người được tin xấu Phật pháp thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Cấp nguyện người sống yên vui, kẻ mất tiêu đồ, tất cả chúng sanh đều thoát vọng khổ não, tinh tấn tu hành sống thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Vong linh hương linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát, từ quý Phật nương niệm chúng sanh để giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Vong linh hương linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát, từ quý Phật
hướng nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí huệ như hồi. Vâng linh hướng linh nấm linh cùng một pháp danh là siêu thoát tự quý vị tăng hướng nguyện chúng sanh tâm ly đại chúng nhập thiên hồ. Vâng linh hướng linh nấm linh cùng một pháp danh là siêu thoát đã quý vị phật đương nguyện chúng sanh để giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Vâng linh hướng linh nấm linh cùng một pháp danh là siêu thoát đã quý vị phật đương nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí tuệ như hồi. Vâng linh hướng linh nấm linh cùng một pháp danh là siêu thoát đã quý vị tăng đường niệm chúng sanh tâm ly đại chúng nhập thiên hồ này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử yêu trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng chúng con được Hòa Thượng Pháp Sư và Chư Tăng Hậu Đàn đã cúng hai thời kinh tam thời hành niệm đã xong. Giờ đạo tràng của chúng con xin đề đầu đảnh lễ Hòa Thượng Pháp Sư cùng Chư Tăng Hậu Đàn tam bái. A Di Đà Phật, chúng con xin cung khỉnh Hòa Thượng Pháp Sư về phòng trà nghỉ đãi lâu, và tiếp theo đó chúng con xin thỉnh Chư Tăng Hậu Đàn, ba vị Đại Đức Tăng lên cúng ngọ. Tiếp sau đó chúng con xin thỉnh ba vị Đại Đức Tăng tụng kinh cúng dông và Chư Ni Hầu Khiêm bàn cúng dông để cho thêm phần công đức. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đại Tây Phương Tam Thánh để cử hành có lễ cúng ngọ. Dạ định dạ tứ huệ dạy thoát dạy tất quảng minh dân đại biện pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bát Nhã Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bát Nhã Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bát Nhã Hội Tượng Phật Bồ Tát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Hoa Tự Tại Bồ Tát. Tam ma cha ba la ma ra tu di đà phật con giai con đường nhân thiết độ thân xa đời tự sanh tấn về con ngon bất về sanh sanh tấn về con ngon tấn về sắc bỏ tự hành tấn về bổn như thị xa đời tự thị như hóa con tấn bá sanh ba về con ngon ba định con tấn ba làm đệ có con cũng vô sắc vô bộ đồ hành tứ
vô gian về đề nghề pháp trí cho sáng tinh đường về tu pháp vô gian giới đại trí tự công đức ma bổ cầm người nhân thiên ngã
đẳng giữa chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Một nguyện Tam Bảo chứng minh quay thần hộ điện Phạm Dương Đề Tinh Thiên Long Bát Bộ Bát Thần Dương Nhất Thiên Thiện Tỳ Gia Hộ Bổng Nguyện Đức Mộ Đề Diện Nam Quốc Bình Dương Tỉnh Thành Phố Thục Phú Đường Thượng Phổ Thiện Hòa Đời Hiện Tiền. Ngày 20 tháng 4 năm Mậu Tuất, Đại Đức Thích Thiện Chí Tịnh Thất Thiện Chí Tương Thành Tâm Cung Thỉnh Hòa Thượng Quán Sư Cục Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni Nam Nữ Phật Tử Câu Hội Đạo Tràng Phố Thiện Hòa Thành Tâm Cận Dĩ Hương Đăng Quang Quả Thiết Lễ Tam Thời Hệ Niệm Cầu Nguyện Tam Bảo Quay Thần Lực Đức A Di Đà Phật Thế Tôn Quang Âm Thế Chí Dĩ Đệ Về Phóng Ngọc Hào Quang Tiếp Dẫn Phụng Dị Chư Hương Linh Thủ Quyền Thất Tổ Lệnh Đại Gia Tiên Đức Ba Đệ Vinh Tô Dị Tế Mội Chư Hương Linh Chiến Sĩ Trận Dân Đồng Bào Tử Nạn Sản Nạn Thai Nhi Vô Danh Xuất Xảo Hữu Dị Vô Danh Hữu Danh Vô Dị Nguyện Chư Hương Linh Nhất Chân Tỏ Ngộ Lục Dục Tan Không Cõi nhân gian sanh tử xa lìa nơi cực lạc thành nơi tâm mát Đài cổ liên nhẹ có tiêu giao chư Phật mười phương Hiện thân thọ tiên Thư nguyện hồi hướng kỳ an toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện Cùng gia đình thân bằng quyến thuộc thân xô gồm thái mạng dọc bình an Phước huệ trang nghiêm căn lành thêm lớn đời đời tinh sâu tam bảo Tinh hạnh nguyện thoát ta bà giới định huệ sanh tịnh độ Nguyện tam bảo thề thời gia hộ đạo tràng Đàn đàn pháp hội tam thời hệ niệm thành tổ viên mãn Phổ huyền kẻ mắt siêu thanh người còn mạnh giỏi Kẻ âm siêu rõi người sống bình an Thế xuất thế gian đồng thành Phật đạo Nam Mô Di Đà Phật Tuệ Mẫn Thế giải đại đạo bán vô thượng tâm Tệ quý bán đương nguyện Thâm nhậm tính tạng đi huệ như hải Tệ tâm đương nguyện Đại chúng nhân thiên vô ngài nguyện đến công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo Nam mô A Di Đà Phật có lễ chúng họ đến nơi viên mãn cung tịnh chư tôn đức tăng ni Hội phương trượng dùng đức giải lao cung tịnh chư tôn đức tăng trong ban nghi lễ và giờ này cử hành có lễ tiến linh A Di Đà Phật.
Cuộc đời quanh ta chỉ thấy khổ đau. Người người quanh ta trong kiếp trần lao. Người người quanh ta buông tiếng khóc cười. Mọi người bôn ba cho cuộc sống hờ. Mọi người si mê cuộc sống trần gian, mà còn cho nhau khổ ái lầm than. Lòng người tham lam bóp chết tâm tư. Cuộc đời mai sau nghiệp chướng đeo mang. Xin con người hãy xa rời đời khổ đau trong tiếng không cười, khổ đau cuộc sống lầm than. Xin con người hãy quay về cùng Phật ta, dựng xây nếp sống tâm hồn để ta được thấy Phật ta. Xa rời đời khổ đau trong tiếng không cười, khổ đau cuộc sống lầm than. Xin con người hãy quay về cùng Phật ta, dựng xây nếp sống tâm hồn để ta được thấy Phật ta. Cuộc đời hôm nay hạnh phúc triền miên, niệm thiền trong ta sẽ hết nghiệp duyên. Người người quanh ta chia sẻ tâm tư. Người người yêu nhau chung một tấm lòng. Mọi người cho nhau ai chứ diệt lòng tham sân ganh ghét hận si. Chỉ còn trong ta ai chứ yêu người, và Phật trong ta chung một mái nhà. Mọi người cho nhau hai chữ từ bi diệt lòng tham sân ganh ghét hận si. Chỉ còn trong ta hai chữ yêu người, và Phật trong ta cùng chỉ là